Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với One Way và mình là Huy Kai. Và tháng 9 sắp tới thì Apple sẽ ra mắt sự kiện công bố series iPhone 14 mới cũng như là bộ 3 Apple Watch và iMac. Đây là một sự kiện rất đáng mong chờ khi series iPhone 14 đã được dò dỉ những thiết kế mới đến từ nhà Apple. Và theo thông tin mà mình tìm hiểu nhé, chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nó chính là iPhone 13, một phiên bản tiền nhiệm của iPhone 14. Vậy thì để soán ngôi được chiếc iPhone 13 này, iPhone 14 cần những điều thay đổi gì? Cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên, mình sẽ nói qua về lý do mà iPhone 13 đã thành công. Mình nghĩ là con chip A15 đã quá thành công khi mà so với các đối thủ thì nó mạnh hơn 30%. Các đối thủ cùng phân khúc nhá. Tiếp theo, camera các bạn cũng có thể nhìn thấy được sự khác biệt rõ ràng. Thiết kế của camera iPhone 13 cũng đã được làm chéo, nhìn nó đã có sự khác biệt so với iPhone 12 rồi. Và đấy cũng là lý do mà mình nghĩ iPhone 13 đã thành công. Vậy thì để soán ngôi phiên bản tiền nhiệm của mình, iPhone 14 mình nghĩ cần thay đổi đầu tiên, đó là về mặt thiết kế. Chúng ta đã thấy thì cái tay thỏ của iPhone đã được dùng tận 5 năm rồi. Và thực sự đến thời điểm hiện tại nó đã quá cũ. Có những chiếc điện thoại ở thời điểm bây giờ đã sử dụng cả camera ẩn bên trong. Vậy thì Apple nếu mà cứ giữ cái tay thỏ này cho iPhone 14 thì mình nghĩ đây không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Mặc dù nhá, đã có những thông tin dò dỉ ra là iPhone 14 sẽ được thiết kế theo kiểu viên thuốc. Tuy nhiên, đấy là dành cho phiên bản 14 Pro và 14 Pro Max. Vậy thì iPhone 14 và iPhone 14 Max thì sao? Mình vẫn mong là nó sẽ vẫn có xuất hiện cái màn hình viên thuốc, bởi vì thực sự tay thỏ nó đã quá cũ kỹ rồi. Và đấy là mặt trước. Vậy thì còn mặt lưng thì sao? Mình cũng mong Apple thay đổi luôn, bởi vì cái mặt lưng kính và cái viền nhôm thực sự nó đã rất mỏng manh rồi. Bản thân mình là một người sử dụng iPhone 13 và mình là một nhân chứng sống đây. Khi mà mình rơi chỉ cần úp cái mặt lưng xuống đường thôi, cái mặt kính vỡ toang luôn. Thế là mình nghĩ là nếu mà thay đổi được thiết kế của mặt lưng nó giống so với phiên bản của iPhone 13 Pro ấy, tức là mặt lưng nhám và không phải chất liệu kính nữa, thì mọi thứ nó sẽ được bền và chắc chắn hơn. Và cả khung viền nữa, khung viền nhôm đấy, khi mà rơi mình đập cái khung viền xuống nó cũng rất dễ móp méo. Đấy, đấy là đầu tiên mà mình mong được thay đổi về mặt thiết kế. Tiếp theo, đó chính là về tần số quét màn hình. Như chúng ta đã thấy thì các phiên bản trước của iPhone đã có tần số quét cao hơn rồi, nhưng nó là dành cho phiên bản iPhone 13 Pro và Pro Max cơ. Điều đó có nghĩa là iPhone 13 vẫn chưa có một tần số quét cao so với các đối thủ cùng tầm giá. Trong khi nhá, có những chiếc máy rẻ hơn đã có thể sở hữu tần số quét lên tới 90Hz hoặc là 120Hz rồi. Vậy thì mình mong là ở phiên bản iPhone 14 thì tần số quét cũng được tăng lên ít nhất là 90Hz, chứ không thể nào giữ ở 60Hz nữa. Đấy cũng chính là một sự nâng cấp quan trọng đối với chiếc máy này, bởi vì mình đã thấy rất nhiều người dùng cảm thấy khó chịu khi mà họ bỏ ra một số tiền cao như vậy mà tần số quét vẫn là 60Hz. Tiếp theo là về con chip. Theo thông tin mà mình tìm hiểu được thì phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ vẫn sử dụng con chip A15 giống như series iPhone 13. Vậy thì mình nghĩ là cái điều này cần phải thay đổi, bởi vì thực sự chả ai muốn bỏ tiền ra mua một chiếc máy mới, đời mới hơn mà lại đi sử dụng công nghệ và sức mạnh của một chiếc máy cũ cả. Họ sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao họ phải mua iPhone 14 trong khi họ có thể mua iPhone 13 và sức mạnh của nó vẫn như nhau. Mặc dù thì có một số thông tin là nó sẽ dùng chip cũ nhưng nó sẽ có những tính năng và nâng cấp mới hơn. Mình lại không muốn mong muốn như thế. Mình muốn đây sẽ là một con chip mới, mới nhất đến từ nhà Apple sẽ dành cho iPhone 14. Tiếp theo, mình nghĩ đây là một cái tình trạng mà hầu hết tất cả các phiên bản iPhone đều gặp phải, đó đấy là tình trạng nóng máy. Đây vẫn là vấn đề của iPhone từ trước bây giờ và Apple vẫn chưa hoàn toàn xử lý được một cách gọn nhẹ vấn đề này. Ví dụ như nhá, mình chỉ cần sử dụng những phần mềm nặng hay chơi những con game yêu cầu đồ họa cao, ăn nhiều vào chip thì mình đảm bảo luôn những chiếc iPhone của mình đều bị nóng máy hết. Và đặc biệt những chiếc iPhone thiết kế gần đây như là iPhone 12, iPhone 13 series chẳng hạn, khi mà nó được thiết kế bo cong viền vào thì cái tình trạng nóng máy nó lại càng cao hơn. Và mình mong là ở series iPhone 14 này, đặc biệt là iPhone 14, Apple có thể khắc phục được tình trạng này một cách triệt để hơn. Về vấn đề cuối cùng, đó chính là về dung lượng pin và sạc nhanh. Đây nó vẫn luôn là một cái vấn đề mà Apple chưa khắc phục được từ những phiên bản trước như iPhone 13 thường này, rồi thì kể cả iPhone 12. Những phiên bản Pro Max thì có thể là ở viên pin nó đã trâu hơn và dùng nó đã ok rồi. Những phiên bản thường thì điều này mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Dung lượng pin của nó khá là thấp, và kể cả cái hỗ trợ sạc nhanh của iPhone cũng rất là kém, nó chỉ là 25W thôi. Trong khi những chiếc flagship, những chiếc điện thoại đồng phân khúc
thì nó đã có thể lên tới tận 65W rồi. Và mình mong là ở cái điều này thì iPhone 14 có thể cải tiến và cập nhật thêm. Rồi, sau khi phân tích thì đây là những điều mình nghĩ Apple cần khắc phục và cải tiến cho phiên bản iPhone 14 sắp tới của mình. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Nhớ đến Onway để sở hữu những mức giá và ưu đãi hấp dẫn nhất. Link thì mình sẽ để ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.